Sáng ngày 29 tháng 9 tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang có mưa to làm xuất hiện lũ quét sạt lở đất tại nhiều địa phương, gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Tính đến cuối giờ chiều ngày 29 tháng 9, mưa lũ đã làm 5 người chết và mất tích, 8 người bị thương, có 39 nhà dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất và nước lũ, hơn 10 điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ với khối lượng đất đá hàng chục nghìn mét khối, gây ách tắc giao thông cục bộ. Tổng giá trị thiệt hại gần 20 tỷ đồng chính quyền địa phương đã huy động nhân lực máy móc nhanh chóng thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Sau gần một tháng, cơn bão số 3 đổ bộ và tàn phá. Theo phản ánh trên báo thời nay, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu được tiếp cận nguồn lực hỗ trợ công cuộc tái thiết sau những thiệt hại nặng nề. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến nay đã có 32 trên 40 ngân hàng đăng ký gói tín dụng mới với tổng số tiền là 405.000 tỷ đồng với lãi suất thấp hơn từ 0,5 đến 2% một năm để cấp tín dụng cho các doanh nghiệp, người dân chịu tác động bởi cơn bão số 3. Một số ý kiến cho rằng nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa do không có tài sản thế chấp, đặc biệt là thiệt hại sau bão càng không có tài sản bảo đảm nên khó tiếp cận được nguồn vốn từ các ngân hàng. Vì thế cơ quan quản lý cần sớm triển khai thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng, khuyến khích các ngân hàng ứng dụng công nghệ để nâng cao tiện ích, giảm bớt thủ tục vay vốn. Thưa quý vị là quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu trên thế giới, thế nhưng theo ghi nhận trên báo Tuổi trẻ, gần 9 tháng năm nay, Việt Nam tăng nhập khẩu gạo từ một số nước. Dự tính hết năm nay con số nhập khẩu sẽ đạt mức kỷ lục là khoảng 1 triệu tỷ đô la Mỹ. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, riêng 8 tháng qua, Việt Nam đã chi gần 850 triệu đô la Mỹ, tức là tăng gần 44% so với năm trước để nhập khẩu gạo. Nhiều ý kiến cho rằng việc nhập khẩu này giúp giảm khả năng tăng giá gạo ở trong nước. Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được kỳ vọng là sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải, góp phần tái cơ cấu thị phần vận tải trên hành lang Bắc Nam một cách tối ưu, bền vững, tạo tiền đề động lực cho phát triển kinh tế xã hội giữa các địa phương, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trung quanh vấn đề này, báo Đại đoàn kết đăng tải nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng đây là thời điểm thích hợp tiến hành đầu tư, xây dựng để công trình sớm được hoàn thành. Nhiều doanh nghiệp lớn cũng khẳng định việc xây dựng đường sắt sẽ mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp nước nhà, thúc đẩy kinh tế quốc gia. Theo thông tin trên báo Kinh tế và Đô thị, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu phương án chuyển hơn 7.000 viên chức tại các bộ ngành địa phương về chế độ công chức hợp đồng. Nhiều ý kiến nhận định đây là một ý tưởng đáng quan tâm, thế nhưng nếu quy định công chức hợp đồng thì cần xem xét kỹ lưỡng và có chỉnh sửa trong luật liên quan. Đồng thời cần có đánh giá cụ thể sẽ gây tác động xã hội ảnh hưởng đến đội ngũ này ra sao, nhất là với việc thực thi nhiệm vụ khi chuyển đổi, bởi đây là vấn đề liên quan đến con người, việc thực thi pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao của nhà nước. Báo Lao động số ra ngày hôm nay có bài viết lương đủ sống, người lao động sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động phải đảm bảo số giờ làm bình thường của người lao động không quá 8 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần đối với thời gian làm việc bình thường. Bà Phạm Thị Thu Lan, phó viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn cho rằng khi có lương đủ sống, đảm bảo cuộc sống thì người lao động có thể lựa chọn làm thêm để tích lũy cho con cái hoặc không làm thêm nữa để có thời gian điều kiện chăm sóc cho gia đình hay làm các công việc khác mà họ yêu thích hơn. Theo thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng, năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ thay đổi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và thay đổi lớn nhất là số môn thi sẽ giảm so với trước. Do đó, công tác tuyển sinh của các trường đại học dự kiến sẽ có nhiều thay đổi về tổ hợp xét tuyển, cấu trúc đề thi, các kỳ thi riêng như là thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, đánh giá năng lực chuyên biệt. Mới đây, tại hội nghị giáo dục đại học năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, đại diện nhiều trường đại học kiến nghị Bộ nên sớm ban hành quy chế tuyển sinh đại học năm 2025 để các trường có cơ sở pháp lý công bố đề án tuyển sinh cho thí sinh nắm rõ.